Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn cái lô nho thân gỗ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Cây thì cao gần 4 mét. Cây thì cao gần 4 mét ạ. Cây đang được dưỡng ở trong quây như thế này nha cô bác anh chị. Tán 3 mét. Nho thân gỗ tứ quý, có cái lô nho thân gỗ tứ quý cũng hiện tại cũng là cái lô nho mà lớn nhất. Cây thì cây nuôi chậu sẵn, cây nuôi chậu sẵn nha cô bác anh chị. Những cái cây này thì vanh gốc toàn từ 24 đến 26. Cây gốc là 24 đến 26. Có cái cây này thấp thân cao này, có cái cây này thấp thân rất là cao. Em vướng cái bãi cát này không quay được. Trên cây thì hiện tại còn đang rất nhiều quả và đang sùi hoa, đang sùi mầm hoa. Cái cây này vanh thì tầm khoảng 24-25. Có cái cây vanh 30. Đó, cây bên trong nhá. Nho thân gỗ thì nhà em có các cỡ từ cây giống cho đến những cái cây mà đã có hoa có quả và có cây cỡ lớn. Và các cô bác, các anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu trồng cái nho thân gỗ siêu lớn này thì liên hệ số 0977516966 nhé. Cây thì đợt này tán, cây thì không cao lắm, cây thì chỉ cao hơn 2 mét thôi nhưng mà tán rất là đẹp luôn, tán tròn đẹp cực kỳ luôn ạ. Ngoài này có hai cái cây này thoát thân cũng cao đẹp. Cái nho thân gỗ tứ quý này thì ra hoa ra quả quanh năm, ra hoa ra quả quanh năm nha cô bác anh chị. Nói chung là ra hoa ra quả thì quanh năm lúc nào cũng ra quả luôn. Còn ở phía trong kia thì nhà em có cái lô nho hai vụ. Nho hai vụ cây đường kính gốc 6 đến 8 phân. Và cây cao khoảng 3 mét. Cây 6 đến 8 phân cao khoảng 3 mét nha cô bác anh chị. Cái đấy là nho hai vụ ạ. Cô bác anh chị và các bạn mà mình muốn trồng nhiều thì có thể lựa chọn cái loại cây từ 6 đến 8 phân này. Cô bác anh chị về trồng là nó cũng có quả luôn. Tuy nhiên là cái nho đấy thì nó chưa ra quả quanh năm được. Nó cũng là cái như nó cũng vẫn là cùng với cái nho mà lớn nhất này, cùng với cái lô lo nho lớn nhất này. Nhưng mà cái nho đấy thì kiểu cái năm tuổi của nó còn nhỏ ấy, nó thấp. Vì thế mà mỗi năm nó chỉ mới ra hoa ra quả hai vụ thôi. Còn riêng những cái loại nho này mà cây già cây như thế này thì ra quả quanh năm luôn nha cô bác anh chị. Cái cây nho tứ quý này thì tán nó tầm khoảng 2 mét. Cây nho tứ quý này thì tán nó tầm khoảng 2 mét nha cô bác anh chị. Tán nó khoảng 2 mét ạ. Cây thì lá xanh quanh năm.
Cây thì lá xanh quanh năm, hoa quả quanh năm luôn. 4-5 năm trở lại đây thì em bán rất là nhiều cái loại nho thân gỗ tứ quý cỡ lớn này. 4-5 năm trở lại đây thì em bán rất là nhiều cái loại nho thân gỗ tứ quý cỡ lớn như thế này. Mọi lần thì cái hàng nhà em chỉ nuôi ở trong bịch thôi, nhưng đợt này em nhập được cái hàng ở trong chậu, liền chậu như thế này. Thì khi mà vận chuyển, em vận chuyển từ Đài Loan về, cũng như là nếu cô bác anh chị và các bạn ở khu vực miền Nam ấy mà lấy cái hàng này thì vận chuyển cũng rất là dễ. Cây cực kỳ là đẹp nha cô bác anh chị. Đây cái cây, em quay cái chỗ mà cây thoát thân là một mình cây này. Cái cây này đẹp nhất lô luôn. Cô bác anh chị nào mà có nhu cầu lấy thì mọi người có nhu cầu lấy cái loại nho này thì cô bác anh chị và các bạn gọi sớm vào số 0977516966 nhé. Cái cây này, cây ở giữa này, cây này đẹp nhất luôn nha cô bác anh chị. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.